Hello, xin chào tất cả các bác. Hiện tại tôi đang ở phường Phước Long A, quận 9. Thì ở cái đường này là tôi quên tên đường rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta đi từ trên thành phố nha, từ tên đường trên cầu Sài Gòn ấy, đi về theo đường xa lộ Hà Nội, thì chúng ta qua khỏi cầu Rạch Chiếc thì chúng ta sẽ rẽ phải ngay đường Nam Hòa. Rẽ phải vào đường Nam Hòa nhé. Và chúng ta sẽ không đi khoảng 500m là gặp cái đường Phú Lợi đó. Chúng ta rẽ vào đây có nghĩa là không qua trạm thu phí nhá. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bác một cái dự án mà nó thực sự tôi nói rằng là nó rất là to và rất là hot ở cái khu vực này luôn. Và hiện tại là tỷ lệ xây chắc là họ cũng xây được 90% rồi. Giờ chỉ còn là trang trí rồi hoàn thiện mấy khu vực xung quanh thôi. Đây chỉ là cái căn hộ Him Lam Phú An, và cho Him Lam và Việt Phú An cùng nhau đầu tư nhé. Đấy, nhà thầu là CBM này. Thì giá lúc mà căn hộ nó bờ bán ấy, thì giá của nó là theo thông báo đấy là 1,65 đến 1,85. Nhưng hiện tại hình như người ta bán lại là khoảng tầm từ 1,85 tỷ hơn khoảng 2, hơn lên 2 tỷ. Có nghĩa là nó tăng khoảng 150 đến tận 200 triệu một căn trước khi mở bán. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tham quan khu này nhé. Thì cái khu này thì đường xá người ta đang xây, cho nên tôi thấy rằng là đường xá nó vẫn chưa đẹp cho lắm. Nhưng mà hy vọng là sau khi mà xây xong ấy thì chủ đầu tư là phải sửa cái đường này lại. Nói chung là không được là đẹp cho lắm. Nhưng lịch là tới 16, trước 16 tháng 6 là sẽ sửa cái đường này lại. À, ok, đây có 4 block đúng không anh? Đúng rồi, 4 block. 4 block và xây xong rồi đấy, hình như 4 xây xong, 4 cần xong rồi đấy đúng không? Đúng rồi, ABCD. ABCD là xong hết rồi. Cái này cái gì anh? Cái này là họ đang làm cái hồ cảnh quan đấy. Hồ cảnh quan đúng không anh? Còn cái bên này là gì ta? Căng tin à? Hay là cái siêu thị? Này là sau là cái khu mà người ta sẽ là làm bán à, bán đồ tạp hóa gì đúng không? Siêu thị đúng không? Đây có đến 4 block nữa, trở nên cao như 15 tầng đúng không anh? 17 tầng. 17 tầng và 4 cái block, 1090 căn hộ. 92 căn hộ, đấy. Thì tỷ lệ bán ở đây thì theo tôi tìm hiểu thì đã được 70% rồi. Có nghĩa là bây giờ vẫn còn 30% cho chúng ta để cho ta mua. Đấy thì giá của nó tăng cũng ác nhỉ. Lát nữa chúng ta sẽ vào đây cho em nhé. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan tí. Đâu này. Đó. Đấy đó, người ta xây cũng gần xong rồi. Nói chung là chắc là khoảng anh nhiều khoảng bao lâu bàn giao nhỉ? Bàn giao trong tháng 8 này. Bàn giao trong tháng 8 này đúng không? Đấy, nhưng mà với cái như thế này thì tôi nghĩ là chắc khoảng tầm cuối năm chúng ta mới hoàn thiện hết toàn bộ. Chứ hiện tại thì vẫn chưa ấy đâu. Tháng 8 thì chỉ là vào ở thôi. Hình như có mấy nhà vào ở rồi, có máy điều hòa gì rồi này. Hay sao nhỉ? Chưa đúng không? Cao nhỉ. Đấy, còn đây đâu kia nữa. Ở cái khu này thì nó rất là phù hợp cho những cái bác nào mà làm ở quận 9 này, quận 2 này, Thủ Đức này thì ở đây rất là tốt. Đấy. Đây có nhà mẫu này và có cả ấy này. Thì lát nữa chúng ta sẽ vào quay cái sao bàn với nhà mẫu nhá. Cái dự án này thì ở khu này là tôi thấy là ngon đấy, ở Thủ Đức quận 9 và ở khu này là ngon, và ở quận 2 ở cũng rất là tốt luôn. Nhưng đi lên thành phố thì cũng không xa lắm. Đấy thì công trường đang thi công nên tôi cũng không đi vào bên trong nữa. Nhưng mà lát nữa để coi xem nếu bay flycam thì tôi sẽ bay cái này cho các bác xem. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào thêm nhà mẫu nhá. Và sẽ có thêm mô tả chi tiết hơn cho các bác xem đây nhá. Ok, nếu bác nào mà thích mua đầu tư ở dưới thì cứ liên hệ số điện thoại bên dưới thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để có thể đi xem nhà mẫu rồi đặt mua cái dự án này. Vì tôi thấy cái tỷ lệ tăng cái khu này rất là đẹp rồi. Đấy, chỉ có một điểm yếu là cái con đường nó hơi nhỏ thôi. Đấy. Rồi, ok, bây giờ đi xem sao bàn nhá.